Hello cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe và bình an nha. Rồi hôm nay em cũng nhiều việc quá nên em sẽ nhá hàng thôi nha. Rồi em lên con đầu tiên của Đức nha, Adidas nè, full vàng luôn đó, đẹp lan can như mới. Đây của Đức nha, Adidas là của Đức, đáy vàng luôn. Đây có mã là mọi người tự xem đó, chạy mấy nhật rồi nha, nó rất là đẹp luôn. Size thì tầm mươi tám ngang nha, mà càng thì 45 đó, dây rút là form to đó nha. Đây. Rồi xin lỗi cả nhà, em nhá hàng là em không báo giá nha, tại vì hôm nay em nhiều việc quá mà hàng về nhiều, em còn phải tiếp khách nữa. Đó. Đây mút Pháp, mút của Pháp nha. Đó, chạy 6 kim len can xà beng luôn. Đó, full 6 kim nha, dạ quang sáng đó, mút của Pháp nha. Đây logo nó đây, đó rất đẹp luôn. Mặt xanh dạ quang sáng 6 kim. Đó, cực đẹp luôn nha. Hôm nay em về rất là nhiều nước. Mắt bài mắt da cốt. Thương hiệu của Mỹ. Size tầm 36. Chưa núm dây nè. Rất là đẹp luôn, đẹp len ke luôn nha. Đây mã ở đây, tại em làm giữa chừng thì hàng về nhiều quá. Đó. Mắt bay mắt da cốt chạy kim rốn nha. Lên một con thương hiệu của Alexandra Chitty, dây nè cực đỉnh mặt huyết. Size tầm 35 chưa núm. Đó, AW 650 bao đẹp ken luôn nha, full kim luôn. Đây một con test not switch kính sapphire, dây nè thép đúc rất là nặng luôn. Size tầm 37 chưa núm, kính lúp, dây cực cực đẹp luôn. Khóa giống như khóa bướm nha. Đó, mở ra. Đó, đây. Test not Switch. Switch có nghĩa là vị sĩ nha. Đó. Đẹp len ken như mới luôn. Đó, size 37. Đó, rồi. Em lên một con hàng khủng của ngày hôm nay, Romago Design Thụy Sĩ. Đó. Cảm biến nha, kính gương mình nói chung em cũng chưa dọc kỹ. Đây size tầm 48 chưa núm nha, nêu luôn phun hộp luôn, đủ đồ chơi. Romaro Design đó, hộp nè đủ đồ ngoài luôn nha. Romaro Design nè, Thụy Sĩ, dòng cực đặc biệt luôn. Cảm biến, cảm biến có nghĩa là gì? Rồi khi mình giơ tay lên này kia nó tự động sáng, bình thường không thấy đúng không, nhưng mà kim đây chạy ba kim với bóng đèn, đây gọi là Romago gương đó. Cái này cái gương nè đó, bình thường không thấy nhưng mà bấm đèn bấm lên nó hiện lên 11 giờ mấy nè.
Đây, chính hãng luôn, nguyên rin từ A đến Z đẹp keng luôn nha, không phải nứt đâu nha. Đặc biệt luôn, mình xoay hay gì á là nó tự hiện giờ lên nha. Đó, em chỉ mới dọc sơ sơ thôi, bị sỉ nha. Đó, tại có bóng đèn mình không thấy rõ chứ ngoài cực đẹp luôn. Mình giơ nhẹ lên là tự nó sáng đèn lên để mình coi giờ nha. Bình thường là ở gương, ví dụ mình lật về một cái là nó tự sáng luôn. Đó, giờ anh em dọc thêm, em chưa có thời gian nha. Casio EDP, pin năng lượng nha, kết nối Bluetooth, size 43.5 4 cho 44 đi chưa núm. Đó, dây còn hai nấc nữa, pin năng lượng dòng này mua mới là 8 triệu nha, 7-8 triệu mà em bán chưa tới 2 triệu nha. Đó, đèn nè. Lên một con của Ý nha, khóa bướm đây, Italy Ý. Đó, tăng cực ngầu cực đẹp luôn. Đó, đẹp keng luôn, chạy full 6 kim. Đó, thép đúc nha. Đó, em coi đo tay nha, khóa bướm nè, dây cũng cỡ 19 đổ về nha. Nó đẹp leng keng, đây đeo rất là đầm tay, Italy nha. Đây, mai em sẽ tính sổ sau, còn ai chuyển khoản trước thì em bán thôi. Một lên một em Mỹ nha, Invicta full vàng luôn. Đó, Invicta nha, 6 kim niềng xoay dạ quang. Đó, hôm nay em chỉ nhá hàng thôi nha. Một em G Harrison của Nhật nha, lộ máy trước lộ máy sau, chạy hả giữ giờ cực lâu luôn, từ lúc lấy hàng đến giờ mà em không cần phải làm gì nó vẫn còn chạy nữa nè. Lộ máy trước lộ máy sau cực đẹp luôn. Đây có núm để chỉnh thứ. Đó, chạy 6 kim tháng rồi nha, tháng rồi còn thứ nè. Đó, cái nút này để bấm cái gì đó, cái nút này để bấm ngày nha, còn nút này bấm tháng, còn này bấm thứ. Đó, rất là độc luôn, của Nhật nha, thép thép đúc rất là nặng luôn. Rồi, giá cao nha, gần 2 triệu nha. Rồi, một em Casio đo huyết áp nha, Blood Pressure Monitor nè. Đó, mình để hai ngón tay lên đây, để hai ngón tay lên, khi nào mình cảm nhận được cái mạch máu của mình đập đập á, để lên đây đó, để hờ thôi chứ không phải ấn vô nha. Khi nào cảm nhận được cái mạch máu đập á, thì bên đây nó sẽ đo. Chứ không phải mình ấn mạnh hay ấn nhẹ mà phải mình phải cảm nhận được nha. Đó, nó sẽ đo, con này độc quyền vậy, gọi là đo huyết áp nha. Mai em sẽ test sao, hoặc em bán luôn 880 bao ship. Rồi em lên một con đây, đây là kính sapphire nha, Sunrise Sapphire nè,
Đây cực độc luôn, xu 7.8 nha, chạy 6 kim một ô lịch, size 42 chưa núm, cực đẹp luôn, phá bướm hết đúc rồi. Em lên một con Casio đo tốc độ nha, đây top quá đúng không, đo nè, nó chạy 2 kim với ô này nha, đó cực độc luôn, hàng độc thì giá nó không rẻ đó, 19W 7.8 nha, Casio đẩy chạy 2 kim giúp mấy ô điện tử, ở đây có đo tốc độ gì nha, đó, đo quãng đường rồi này kia tùm lum, đây FBL lab tùm lum mà. Rồi 19W 7.8 nha. Em lên một con của Ý, đây 6 kim, thực chất là nó 3 kim nhưng mà 3 bánh xe, đây em bấm giờ nha. Đó, cực độc luôn. Lần trước em có bán một con full thép rồi, con này còn độc dữ dằn hơn nữa. Dừng nè, trả về nè. Đó, đây của Ý nha, rất là đẹp luôn, dây hả, dây giống như dây đà điểu hay dây gì nha, size 44 chưa núm nè, 43 44 chưa núm nha, xanh nè, lịch nè, đó, lịch chạy hành dòng nè, đó hôm nay em về hàng độc nha. Rồi một em Nhật lục giác, nó tăng và lục giác nha, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, nó lộn rồi đó, chạy 6 kim hay chạy 5 kim thứ và ngày nha, cực đẹp luôn, hàng Nhật nha, size thì tầm nếu đo đo không ăn gian thì tầm 35 36 chưa núm nha, càng á càng 50 nha. Đó, đeo lên tay sẽ hình như vậy, cực đẹp luôn đó, nó ôm như mình nè, tay tầm 16 16 rưỡi đó, rất đẹp luôn, em chỉ nhá hàng thôi nha. Một em Casio cao cấp Line A mặt xanh, đèn tự động, 6 kim với một ô điện tử, lịch vạn niên nha. Nó on rồi, đeo vô nè. Đó, giờ tay nhẹ là sáng nha. Đó, cực độc luôn. Pin năng lượng 6 kim một ô điện tử. Trời, sản xuất Thái Lan nữa chứ. Đó, rồi đi Nhật sản xuất Thái Lan. Rồi một em Casio 6 kim và một ô điện tử dài như vậy luôn. Con này cũng sản xuất Thái Lan luôn, đèn tự động luôn. Phải đeo vô tai lắp không có sáng nha. Một em Seiko A3 coi còn em nào lọc tọc không? Rồi một em nhìn đơn sơ đơn giản, ok. Từ em sẽ mở lên đó, nó có đèn tự động nha, đó, mình tắt hoặc bật là nút 4 giờ nha.
rất là độc lạ luôn. Rồi thôi, ok, đến phiên hai em của Ý đi, full hợp luôn. Cla xe 14 gì nè, hai em nha, nguyên hợp luôn, một nam một nữ. Đây, mọi người đã biết đến kim gãy chưa? Đó, kim nè, kim gãy nè, thấy chưa? Đó, con này thì tầm 41 chưa núm nha, 41.7 chưa núm, đẹp keng, giống như chưa đeo nguyên rin dây da. Kim gãy đó, phun bóc luôn, đầy đủ đồ chơi, có thể bổ hành này này kia trên đây luôn. Hộp này rất là xịn luôn nha, cực đẹp luôn, làm quà tặng là hết bài. Rồi còn một em size 36 full vàng kim gãy nha. Đây, gãy là sao thì nói chung là gãy đó. Mặt là mặt lòng chảo, giá thì đứa 1 triệu mốt 80, đứa 1 triệu 2 80, nêu luôn nha, giống như là nêu luôn á, chưa sử dụng luôn, thẻ bảo hành đầy kia đầy đủ luôn. Rồi thôi, để mai em mở ra xem nha. Rồi thôi, em tới đây thôi, em chúc cả nhà sức khỏe và bình an nha, chia sẻ giúp em nha. Hôm nay em chỉ nhá hàng thôi, tại vì nhiều việc quá em làm không xuể nha. Rồi.